Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu quạt đang được trưng bày tại cửa hàng của mình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với quạt hộp của Asia này. Đây. Chiếc quạt hộp này thì có công suất là 45W. Motor của nó sẽ dùng bạc thau. Lồng quạt có khe hở, nan quạt nhỏ. Đó, thương hiệu và sản xuất tại Việt Nam, bảo hành 24 tháng. Ở trên này chúng ta sẽ có một số nút bấm các bạn này. Đó. Ở dưới này sẽ có cái chân các bạn nhé. Ở dưới này sẽ có cái chân. Đó. Khá là chắc các bạn này. Đó. Con này thì có công suất là 45W. Con này có mức giá là 949.000, giảm giá còn 760.000 các bạn nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại quạt hộp của Media. Mã sản phẩm là FB40-9H55W. Cũng dùng bạc thau này các bạn này. Con này thì bảo hành 12 tháng thôi. Không được bảo hành lâu như kiểu con Asia lúc nãy. Con này có mức giá là 990.000. Đang giảm giá còn 889.000 các bạn này. Đó. Rồi. Tiếp theo là con này là quạt lửng của Asia. Con này thì sẽ có 3 nấc này các bạn nhé. Đây, con này sẽ có 3 nấc này. Đó. Con này thì có mã sản phẩm là VI358990 55W bạc thau, điều chỉnh được chiều cao được các bạn này. Đó. Con này thì có điều chỉnh để chiều cao các bạn ạ. Rồi con này thì sản xuất tại Việt Nam, bảo hành cũng 24 tháng, giá là 735.000, giảm còn 701.000. Rồi bên này là quạt bàn. Quạt bàn thì nó sẽ có chiều cao thấp hơn các bạn ạ. Đó. Quạt lửng thì nó sẽ có cái kéo này lên, điều chỉnh độ cao. Đó. Còn quạt bàn thì nó chỉ mặc định là bằng này thôi, không kéo được. Đó. Con này là của Senco, 47W. B1612. Đó, con này thì cũng tóc vặn các bạn nhé. Ở đây tại sao là có 2 bên 423. Tức là các bạn có thể xoay được các bạn này. Đó. Đó. Đó, và sẽ có tốc năng các bạn nhé, để quay các bạn này. Đó, để quay. Con này có mức giá là 425.000. Đó. Rồi, bên này là quạt bàn của Lifan. Con này thì sẽ có cái đèn này các bạn này. Bấm nút vàng này các bạn này. Chữ L á, like á. Đó. Và có hẹn giờ các bạn nhé. Đây, có hẹn giờ này. Hẹn giờ 20 phút, 40 phút, 60 phút, 80 phút, 100 phút, 120 phút, 2 giờ á. Đó. Số thì 1 đến 3. Đó. Rồi. Con này thì có mức giá là 565.000, bảo hành 12 tháng, thương hiệu của Việt Nam. Đó. B398 45W. Rồi bên cạnh này là của Media. Con này là con trưng bày bảo mẫu các bạn nhé. Con này con trưng bày bảo mẫu. Thì con này có mức giá là 601, nhưng mà bán trưng bày bảo mẫu thì còn có 244.000 đồng thôi. Giảm 60%. Nhưng mà đồng hàng trưng bày bảo mẫu này thì sẽ bảo hành cho chúng ta trong vòng 1 tháng. Đó, bảo hành cho chúng ta trong vòng 1 tháng thôi. Rồi con sẽ có 3 nấc với các bạn này. 1, 2, 3. Đó. Rồi con này là quạt bàn của Lifan này. 470.000, bảo hành 12 tháng. Đó, sẽ có 3 nấc cho các bạn. Con này công suất là 35W thôi, B212. Ở đây thì có mỗi cái cây quạt lửng này, quạt lửng này quạt cao này. Ngoài ra thì có hai quạt hộp. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với bên này đi. Quạt bên này là quạt của Asia này. VI5953-9790, 55W. Điều chỉnh được chiều cao này các bạn này. Đó, con quạt lửng, quạt đứng. Quạt lửng và quạt đứng thì điều chỉnh được độ cao. Đó. Đây. Con này thì chúng ta sẽ điều chỉnh số ở bên này các bạn này. Đó. Số thì chúng ta sẽ có số 123. Đây. Đó. Công năng này để xoay. Đó. Con này là chiều cao, có điều chỉnh được độ cao được không? Điều chỉnh độ cao ở đây này các bạn. Đó. 789.000, giảm còn 750.000, bảo hành 24 tháng. Đó. Tiếp theo là của Asia. Tubo DTB1601. Con này thì có cái đặc biệt là cái vỏ, cái lồng này nhìn rất là dày, nhựa. Đa số thì những cái con này sẽ được làm bằng kim loại cơ, nhưng mà con này thì lại làm được nhựa thôi này. Đó. Con này cũng bảo hành 24 tháng. Đó, điều khiển ở bên này. Đó. 1 này, 2, 3 này. Đó. Rồi con này thì là 80W các bạn ạ. DTB1601 XV0
999.999 nghìn. Đây, cái này điều chỉnh độ cao này các bạn này, cái này là các bạn lắp ngược rồi, cái cung này là chụp vào đây, này. Đó, cái này các bạn lắp ngược rồi này. Rồi con này cũng có card đứng của Asia, Asia thì là bảo hành 2 năm cho các bạn thôi. Con này thì là VI449690 55W, giá là 1.049.000, giảm còn 999.000, cũng bảo hành 24 tháng. Này, con này khá là mặt chân đế này, rất là nặng các bạn ạ. Đây, thử các bạn này. Đó. Số 2 này. À, con này là số 3 là số to các bạn nhé. Có nhiều con là số 1 là số to đấy, nhưng con này là số 3 là số to này. Con này có mức giá là 999.000 các bạn nhé. Đó. Rồi đến media. Con này thì điều chỉnh được chiều cao với hẹn giờ các bạn nhé. 1.290.000 giảm còn 899.000. 50W. Đó. Đây, chúng ta sẽ điều chỉnh được này. 1, 2, 3 và điều chỉnh được hẹn giờ luôn các bạn nhé. Tối đa là 120 phút. Rồi đến hoàn lượng confi 801 giảm còn 324.000, giảm 60%, bảo hành 1 tháng. Con này là hàng trưng bày bảo mẫu bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với quạt treo các bạn nhé. Quạt treo thì tiếp bên này vẫn còn đứng các bạn này. Con này của Kangaroo KG725 55W. Con này có điều khiển đi kèm các bạn nhé. Có màn hình LED hiển thị luôn. Đó. Đây, nó sẽ có hiển thị LED ở đây các bạn nhé. Các bạn đợi mình một xíu để mình cắm điện cho các bạn. Rồi, con này có chân đế màu trắng nữa các bạn này, khá là cao đây. Mình đã cắm điện cho các bạn rồi này. Chúng ta cho con nút bật tắt ở đây này. Đó, số 1 này, số 2 này, số 3 này, 1, 2, 3 này. Đó. USC thì là quay các bạn nhé. Đây mình sẽ bật USC các bạn này. Rồi đến chế độ mốt. Chế độ mốt thì chúng ta sẽ có mốt normal này, normal tự nhiên này, là bình là chế độ mặc định ạ. Natural này là chế độ tự nhiên này, sleep này. Đó. Ở đây đây quay rồi. Bình thường này, chế độ tự nhiên này. Đó. Chế độ tự nhiên này thì quạt sẽ chạy xong lại dừng, chạy xong dừng, chạy xong dừng mà nó thổi nhẹ nhẹ thôi. Đó. Nó giống như kiểu gió trong tự nhiên cho các bạn. Đó. Đó, lại chạy này. Đó, đây là một chế độ của nó các bạn nhé. Giống như gió ở ngoài trời ấy. Từng cơn gió một. Rồi đến chế độ ngủ. Đây là chế độ ngủ đấy các bạn này. Chế độ ngủ thì nó sẽ khác với chế độ bình thường là nó không dừng hẳn, sẽ vẫn quay nhưng mà nó không dừng hẳn các bạn. Đó. Đây là chế độ hẹn giờ này các bạn này. Mình sẽ tắt đi các bạn. Đây, hẹn giờ này. 0,5 giờ này. 1 giờ này, 1,5 giờ này, 2 giờ này, 2,5 giờ này, 3 giờ này, 3,5 giờ này, 4 giờ này. Đó. Rồi, nó sẽ hẹn giờ được khá là nhiều. Tuy nhiên, 7 giờ. Đó. Và con này cũng sẽ kèm vào cho chúng ta một cái remote của nhé. Đây, còn là USB remote này, time này, speed này. Đó. Mẫu này thì đang có mức giá là 1.490.000 đồng. Giảm còn 1.190.000. Đó, bảo hành 18 cho chúng ta. Rồi bên cạnh này là quạt đứng của Asia 1.090.000. Con này thì cũng sẽ có cái điều khiển bên cạnh các bạn nhé. Đây này, điều khiển lên này các bạn này. Đó. Con này đang có mức giá là 1.090.000, 1.099.000. Bảo hành cho chúng ta 24 tháng các bạn nhé. Đó, bảo hành 24 tháng này.
Rồi, đến quạt đứng của ASIA này, VI639990W, bài 24 tháng, đó, 799.000 là giá sau giảm, giá niêm yết là 999.000. Đó, đây là chân của nó này. Đó. ASIA thì đều thiết kế, có thiết kế cái núm điều chỉnh nhé, núm xoay gọi nhé, này, là thiết kế như nhau thôi. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với lại quạt đứng đi. Đây là quạt đứng của Senco này, 47W. Con này thì 425.000, giảm khoảng 399.000 vào 24 tháng. Đây, con này thì có dây giật các bạn nhé. Con này thì có dây giật này. Đó. Đó. Con này có dây giật này. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với ASIA L16018TV0, 45W. Con này là 647.000. Và 24 tháng. Con này sẽ có dây giật các bạn này. Con này là giật speed này. Giật speed giật tốc độ quay ạ, tốc độ 1.3, còn cái này là giật swing. Swing là cái quay đảo gió. Đó. Giật cái này để đảo gió này. Đó. Đó, trên đây là toàn bộ quạt gió tại đống điện máy xanh. Các bạn có nhu cầu thì hãy để lại bình luận. Đừng quên bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn.